Cửa hàng Lốt Máy Cưa xin chào toàn thể các quý vị và các bạn nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2024. Cửa hàng Lốt Máy Cưa bọn em lại xin lên sóng và giới thiệu cho anh em một lô máy cưa xích, lại là đến từ nhà thương hiệu Nhật Bãi anh em nhá. Hôm nay lên có 8 con máy cưa xích để cho anh em thoải mái có sự lựa chọn. Đấy, đây là đều là hàng Nhật Bãi cả anh em nha. Đấy, à có cái con M1 và con M2, hai con này là máy mới hôm nay bán thanh lý cho anh em. Còn cái con từ M3 cho tới con M8 là hàng máy Nhật Bãi anh em nhá. Đấy, nên là anh em tham khảo lô này, cảm thấy ưng ý con nào thì có thể liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng anh em nha. Và hôm nay sẽ đánh dấu ký tự là lô chữ M. M1, M2, M3, M4 cho tới M8. Đấy, có ghi cái số này, M1 này, M2 này, M3 này. Và đây là giá tiền của cây máy nhá. Đây là giá thành của cây máy này. Đấy, có dán hết lên tờ giấy, công khai luôn. Công khai luôn anh em nhá. Hôm nay công khai giá thành luôn trên video để cho anh em thoải mái tham khảo. Anh em cảm thấy ok, ưng ý thì liên hệ cho cả chúng em ngay để đặt hàng nhé. Và giá thành này thì sẽ hoàn toàn bao ship cho anh em. Và hàng tới anh em mới kiểm tra hàng, nhận hàng nhé. Không bắt anh em cọc cạch gì trước đâu. Đấy, em đánh dấu cái ký tự là M1, M2 để cho anh em thuận tiện đặt hàng. Ví dụ là anh em ưng con M1 chẳng hạn, nhưng mà không biết tên con máy là con gì. Đấy, anh em muốn mua ở cửa hàng chúng em thì rất là khó đúng không? Thì anh em chỉ cần liên hệ cho cửa hàng chúng em bảo là anh muốn mua con M1 hoặc là anh muốn mua con M2 hoặc là anh muốn mua con M3 là được đấy. Đó, đơn giản cho anh em. Và bên em sẽ vận chuyển hàng và ship đến tận nhà cho anh em. Ship đến tận nhà nha. Trong toàn lãnh thổ Việt Nam anh em ở chỗ nào cả chúng em cũng có thể ship được hết. Đấy. Hàng tới anh em kiểm tra hàng đúng như máy trên video. Đấy, giá thành thì cam kết như trên video nói. Đấy, thì anh em ưng ký thì anh em đặt hàng anh em nhá. Rồi đầu tiên là con M1. Nói chung là con M1, con M2 hai con này thì nó là hàng máy mới đập thùng ra nhá. Đấy. Để thanh lý cho anh em nào mà nhu cầu về sử dụng ít ấy, thì làm cái con này cho giá thành thì nó vừa phải, nó hạt rẻ, nó tiết kiệm, nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng cho anh em và độ bền vẫn là ngon nha anh em nhé. Bởi vì dòng này thì nó là hàng của công ty, hàng của công ty chất lượng chứ không phải là hàng trôi nổi trên thị trường đâu, nên là anh em không cần phải lăn tăn nhá. Đấy, hai con này thì cửa hàng chúng em để cho anh em là 1.250.000 thôi. Đấy, con này thì nó cân nặng khoảng 3 kg, máy móc nhỏ nhẹ, lam 30 cm. Sử dụng hai ốc chân lam vận trực tiếp bằng 63. Con này thì nó đây, hai ốc chân lam này, thắng xích khóa xích nhá. Cái này là cái thắng xích khóa xích này. Đấy, đây đẩy xuống này là cái xích nó cứng ngắc này, bóp nó lên là cái này xích nó chạy được nhá. Đấy, cho anh em nào mà nhu cầu về cắt cành tỉa nhánh, bây giờ mùa mưa bão, đang mùa mưa bão, làm cái con này thì về leo trèo trên cao cắt cành cây đồ linh tinh ấy cho nó nhẹ nhàng, cân nặng khoảng 3 kg rồi. Con này nhẹ lắm, con này cực kỳ nhẹ luôn. Đấy, giờ đây nó giá thành thì nó vừa phải, anh em dễ dàng tiếp cận. Giá thành thì nó vừa phải, dễ dàng tiếp cận. Anh em sử dụng nha thì nó cũng rất là đảm bảo. Và con này sẽ bảo hành 6 tháng cho anh em sử dụng đầy đủ. Đấy, linh kiện thì con này thì sửa chữa chỗ nào cũng có luôn. Chỗ nào cũng có, anh em nào về bây giờ cắt mùa mưa bão thì rất là hợp lý nhá. Con này thì cắt những đường kính khúc gỗ bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi, hoặc là bằng cái phích nước đổ lại. Làm con này phần mặt cắt này là được khoảng gang rưỡi tay. Đấy, gang rưỡi tay nhá. Rồi, con này thì nó là hàng to hơn này. Con này thì nó thật là nó là hàng to để cho anh em về khai thác. Con này thì nó là máy lớn nhá, máy lớn, máy to, máy khai thác đây anh em. Để cho anh em với cái giá này 1.500.000 thôi. 1.500.000 nhá, bảo hành 6 tháng. Phụ tùng ấy ạ, hỏng hóc chỗ nào cũng có để sửa, anh em không cần phải lăn tăn nhá. Đấy, lam con này thì nó dài 55 cm cho anh em luôn, khá là dài. Con này thì về cắt gốc cây, gốc kiếc thì thoải mái luôn này anh em. Đấy, mùa mưa bão bây giờ làm cái con này về cắt gốc cây là vô tư luôn nha. Tích hợp chụp giật trợ lực này. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam và trực tiếp bằng khóa 13 này. Đến cái nhà tên nó máy là Nakata anh em nhé. Đó, lam nòng là 45mm. 1.500.000 cho con này. Con này đặc biệt nó tích hợp chụp giật trợ lực, cái chụp giật nó bầu ra này anh em nhìn thấy không? Chụp giật trợ lực nên là giật nó rất là nhẹ nhàng luôn. Con này thì về cắt hạ gốc cây nhá. Đấy, hai con này thì cho anh em nào mà nhu cầu về sử dụng ít, lâu lâu bỏ ra sử dụng nhé, thì làm cho nó giá thành nó hợp lý nhưng mà vẫn đảm bảo chất lượng cho anh em. Rồi, còn đây là từ con M3 cho tới con M8 là hàng Nhật Bãi này. Đấy, hàng Nhật Bãi đầu tiên là con này này, là con M3, là một con máy cưa đến từ nhà Echo Kyorit 3300. Con này thì để cho anh em một củ chín thôi, 1.900.000 nhá.
Đấy, lam của nó sẽ dài 35 cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng là xài xích mini. Còn núm bơm xăng phụ đầy đủ này, con này thì về phù hợp cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 cm đổ lại nhá, sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 này anh em thấy không ạ? Đấy. Con này thì công suất là 33cc nha, 33cc, nòng là 38mm. Nhưng mà về phù hợp cắt những gỗ đường kính bằng bắp tay, bắp chân, bắp đùi bằng cái phích nước đổ lại đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thôi. Bởi vì máy này thì nó cũng là máy nhỏ nhỏ để cho anh em về sử dụng gia đình, cắt cành tỉa nhánh, cầm đi làm rẫy đồ linh tinh đấy ạ. Đấy. À, anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em nhá, những con nào mà cửa hàng chúng em bảo là khai thác được là sẽ bảo khai thác nhá. Còn con nào ấy mà bảo là để xài gia đình thì anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em. Con này là máy nhỏ nha, con này là máy nhỏ, về cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thôi. Đấy. Thì anh em lưu ý giúp cửa hàng chúng em, con này là nòng là cân nặng khoảng tầm 4kg nha. Nổ nghe rất là chất lượng rồi nha. Em thấy không? Nổ nghe như kiểu tiếng xe máy xì bò bịch bịch bịch. Nổ rất là ngon luôn. Dòng này nổ cực kỳ ngon nha, bốc máy. Đấy, nổ rất là bốc máy luôn. Đấy, M3 1.9 nha. Rồi, con M4 này, con M4 đến từ nhà thương hiệu Hitachi. Con này thì cân nặng cũng khoảng tầm 4kg cho anh em về sử dụng gia đình, cắt cành tỉa nhánh, cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Giá thành thì 2 triệu nha anh em nhé, 2 triệu cho con này lam. Con này thì nó là dài 40cm, phần mặt cắt còn lại là 35. Xích thì đã này, xích thì đã thay xích mới vào cho anh em rồi. Đây là một sợi xích mới nhá. Xích này là xích chung 91. À, có núm bơm xăng phụ đầy đủ này. Đấy, thương hiệu Hitachi. Đây anh nha. Đây sử dụng hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10 này. Có tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam luôn nha. Đấy. 2 triệu cho con này, một chiếc máy cưa xích Hitachi. Công suất của con này là 33,4cc này anh em nhìn nhá, ở cái phần chụp giật đấy. Đây nó có ghi này. 33,4cc nhá. Đó, con này thì về phù hợp cho anh em cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại. Cân nặng con này thì tầm khoảng 4kg, lam sẽ dài 40cm cho anh em. Đó. Móc liền mạch, máy móc nổ ngon lành nha anh em nhá. Dòng này thì nhỏ nhỏ cho anh em về cắt cành tỉa nhánh này. Rồi qua con M5 là một chiếc máy cưa xích, cũng là dòng cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình, đến từ nhà thương hiệu Singu 301 nha anh em nhá. Máy móc đẹp xuất sắc luôn, nhìn tem mác này chưa hề có biểu hiện mất chữ hay là cái gì bong chóc gì cả. 2 triệu cho con M5 này nha. Lam con này thì nó sẽ dài là 35cm, phần mặt cắt còn lại là 30, sử dụng là xài xích mini. Đấy. Đây sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 10 luôn anh em nhé. Dòng này thì nó là hàng nồi đồng cối đá này. Anh em làm con này thì đảm bảo cho anh em là độ bền của nó rất là cao, bảo hành 6 tháng cho anh em sử dụng đầy đủ. Và dòng này phụ tùng cũng rất là nhiều, sửa chữa rất là nhiều, về cắt cành tiền nhánh, cắt khúc gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25cm đổ lại nhé. Cân nặng con này thì nó tầm khoảng 4kg. Đấy, 4kg, con này nhỏ nhỏ để cho anh em cầm đi làm vườn làm rẫy, cắt cành tỉa nhánh rồi linh tinh cho anh em. Đó. Máy móc nổ rất là dễ luôn. Cái dòng này thì hàng Nhật của nó xài nó rất là ngon anh em nhé. Và dòng này đảm bảo cho anh em là máy nguyên zin 100% và chưa hề có biểu hiện là bể vỡ hay nứt nát gì cái gì cả. Dàn nhựa, dàn nghĩa của nó này. Đấy, rất là ngon anh em nhé. Hàng Singu này thì nó là hàng nồi đồng cối đá, hàng bền lắm anh em ạ. Đấy, anh em nào mà cần một chiếc máy cưa này, bền, giá thành vừa phải, dễ dàng tiếp cận, đến nữa ấy hỏng hóc phụ tùng ấy, dễ dàng để kiếm, thì làm con này cho em hợp lý nhé, hợp lý cực kỳ luôn. À, rồi qua con M6 là một chiếc máy cưa xích đến từ nhà thương hiệu Shindaiwa. Shindaiwa, anh em nào mà am hiểu về dòng máy cưa xích có lẽ là cái thương hiệu này là quá là nổi tiếng à. Đấy, cái thương hiệu này thì nói chung ấy là ở cái trên cái thị trường Nhật Bản ấy thì cái thương hiệu này nó là top đầu luôn anh em nhé.
top đầu luôn, giống như kiểu là ở Việt Nam thì có cái dòng xe máy đúng không? Xe máy thì có dòng Honda hay là Yamaha. Đấy. Thì còn con này thì nó là hàng Shindaiwa. 2,6 triệu cho con này nha. Hàng này quá đẹp luôn. Lốc hợp kim nhôm này. Nó sử dụng lốc hợp kim nhôm này, lam của con này là 40 cm, phần mặt cắt còn lại là 35 nha. Đấy. Xích là sử dụng xích chung 91. Anh em thấy ok cho anh em. Đấy, con này đây cho anh em nhìn tổng thể cái máy này. Con này thì về phù hợp cho anh em sử dụng gia đình chuyên nghiệp, bởi vì nòng của nó là nòng đứng này. Nòng của nó là hệ máy nòng đứng này. Cũng như lốc là sử dụng lốc hợp kim nhôm nên là cái độ bền của nó cũng như là chịu nhiệt của nó rất là tốt. 2,6 triệu nha. Con này thì để cho anh em nào mà sử dụng nhiều thì anh em có thể lựa chọn anh em nhé. Sử dụng gia đình nhưng mà sử dụng nhiều đấy anh em. Anh em là muốn bền bỉ để làm con này khá là ok luôn anh em nhé. Đấy. Đây cho anh em nhìn này. Máy móc quá đẹp luôn anh em nhé. Ốc này. Ốc còn vàng ươm luôn anh em nhé. Đấy. Nó là lốc hợp kim nhôm nữa này, là nó sử dụng rất là đảm bảo cho anh em. Rồi. Nổ rất là êm ái luôn anh em nhé. Cho anh em nghe tiếng gang ti này. Không? Con này nổ rất ngon luôn anh em nha. Đây, bô này anh em nhìn không? Bô còn đen xì luôn anh em. Hàng này cũng như hàng sưu tầm luôn anh em. Đẹp 80-90% luôn anh em nhá. Tem mác hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên. 2,6 triệu cho con này, về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đến 30 cm đổ lại anh em nhá. Đấy, anh em nào muốn bền bỉ thì chơi con này cho em, cực chiến luôn anh em nha. Đó. Rồi, tiếp đến là con M7, là một chiếc máy cưa Shindaiwa, tiếp Shindaiwa E300. E300 2,7 triệu nha anh em nha. Đấy, con này thì nó là công suất là 35cc, 36cc gì đấy anh em. Sử dụng hai ốc chân la vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đấy, lam con này thì dài là khoảng 2 găng tay. 2 găng tay nhá. Phần mặt cắt là khoảng 2 găng tay đấy anh em. Xích là sử dụng là xài xích mini. Xích này bán trên thị trường cực kỳ nhiều. Cũng là lốc hợp kim nhôm luôn anh em. Cái thương hiệu Shindaiwa hầu như nó sản xuất sẽ là lốc hợp kim nhôm hết, nên là anh em về sử dụng rất là bền bỉ luôn anh em nhá. Không phải lốc nhựa đâu anh em. 2,7 triệu cho con này anh em nha. Đấy, Shindaiwa E300 này anh em. Anh em làm con này hàng quá VIP cho anh em luôn này. Anh em nhìn không? Đấy, nhìn phần mặt lốc này, chưa hiểu biểu hiện là bị chóc sơn hay làm sao cả anh em nhá. Bô thì còn đen thui luôn này anh em thấy không? Đấy, dòng này thì cả chúng em là hàng sưu tầm luôn rồi đấy anh em. Hai ốc chân lam đầy đủ cho anh em nha. Đấy, rất là bền bỉ cho anh em. Con này thì về phù hợp cắt những khúc gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại, với cái tần suất anh em sử dụng nhiều. Đấy, nghe tiếng gang ti nó cũng rất là êm ái nhá. Nổ rất là ngon đúng không? Đấy, anh em thấy không? Nghe tiếng gang ti nổ rất là ngon. Đấy, 2,7 triệu cho anh em nhá. Anh em nào mà đây về nhiều thì có thể lựa chọn, sử dụng nhiều thì có lựa chọn là M6, M7. Và cuối cùng là một con M8, cũng là đến từ nhà thương hiệu Shindaiwa tiếp. Cũng là đến từ nhà thương hiệu Shindaiwa tiếp. Đây, lam này còn chữ Shindaiwa luôn. Lốc hợp kim nhôm luôn này. Bô còn đen thui luôn nha anh em nhá. Cũng 2,7 triệu luôn, để cho anh em là giá như giá là máy thì là máy đẹp rồi, nhưng mà bán thì như giá máy xấu nha. Đấy, sử dụng hai ốc chân lam vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Đó, sử dụng hai ốc chân lam bạn trực tiếp khóa 13. Con này thì về phù hợp cho anh em cắt những gỗ đường kính khoảng tầm 30 cm đổ lại nha anh em nhá. 30 cm đổ lại, 2,7 triệu luôn. Con này nhìn ốc ác này, 7 màu luôn anh em nhá. Ốc ác còn 7 màu luôn anh em, khỏi cần phải lăn tăn. Cho anh em. Đấy, dòng Shindaiwa nổ rất ngon, êm, nhẹ nhàng. Và chất lượng. 3 cây Shindaiwa đẹp như tranh. M6, M7, M8 hai con công suất đều là tương đương nhau. Anh em có thể dễ dàng lựa chọn. Đấy, và có mấy con máy cưa xích gia đình. Đấy, anh em có thể lựa chọn anh em nhé. Anh em ưng con nào thì chỉ cần bảo là cửa hàng chúng em muốn mua con M mấy là được. Và cho em xin thông tin địa chỉ thì em sẽ ship đến tận nhà cho anh em nhé.
cam kết giống như trên video nhận hàng thanh toán là được. Xin chào toàn thể anh em, hẹn nhau những video tiếp theo nhé.